Quái ơn giời, thú cưng của tôi đây rồi. Ơi nè, không lấy điện thoại về hả? Ê, đúng là đồ nào có vàng. Ủa, mới qua hả? Đi lên phòng chơi, đi. Nè bạn mình ơi, bộ cô giáo dạy kèm tiếng Anh của bạn để qua điện thoại hả? Ừ, bà điên đó. Sao tự nhiên chửi người ta điên? Thì bà bị điên đó, bà bị điên chứ làm sao? Người ta bình thường đó. Nè, bạn biết nhà của chị đâu không? Ai mà biết. Chị thôi, mình đi. Hỏi nhiều quá, đi lên phòng chơi, đi. Mẹ ơi, không biết sao tìm ta. À, anh ơi, em biết nhà của chị My đó. Em nói gì? Đó là phòng của chị My đó. Cảm ơn em nha. Dạ. Ý. Chú Julian. Chị My ơi. Chị My ơi, chị My ơi, chỉ cần hôn chỉ một cái thôi, con sẽ tình nguyện để bị đẩy xuống địa ngục. Tại sao lại làm như vậy chị? Đứng lại đó, đứng lại đó. Xin lỗi chị. Em xin lỗi chị. Em xin lỗi chị, tại em thích chị quá à. Cái gì? Bộ em thích người ta là em có quyền đột nhập vô phòng người ta để em cưỡng hôn người ta hả? Cái gì? Cưỡng hôn? Mối tình đầu ai cũng phải chịu nhiều đau đớn hết. Chị. Gì vậy? Chị ơi, chị đừng bỏ em đi nha chị. Chị là mặt trời trong tim em ha. Chị đừng bỏ em đi nha chị. Còn nói tầm bậy tầm bạ cái gì vậy hả? Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, chị mà bắt được em thì chị không có tha cho em đâu biết chưa? Hả? Chị ơi, em thích chị lắm trời, mặt mặt trời dữ vậy. Chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị ơi. Bạn mới điên á. Bạn vừa phải thôi, chị không có bị điên, biết chưa? Không có ai là hoàn hảo hết. Điên cũng có người thích. Bạn mới bị điên á. Tôi nói cho bạn biết, chỉ cần bạn đụng vô một cọng tóc của chị thôi, tôi cạo chùi tóc của bạn luôn đó. Wow. Đi mua lẩu ăn nha. Sao chị dễ thương quá vậy ta. Nè. Ê, khi nào mới xong đây? Đi đi, thầy nhà đợi kìa. Đứng vào giờ ngó gì không biết nữa. Từ từ rồi cháu cũng nhừ mà bạn. Đây mình nhìn xíu thôi. Ôi siêu cha. Bữa nay bày đặt chu đáo rồi chuẩn bị nệm cho cô nữa chứ. Thằng này. Giờ thì chị có thể thoải mái chu ra chu vô mà không sợ bị đau nữa. Em cố tình trải tấm nệm ra để bảo vệ cho chị đó.
Nhan sắc của chị tuyệt vời lắm. Với lại... Với lại sao em? Hai người nói chuyện cái gì mà lâu dữ vậy? Ây da. Em nói tiếp đi. Vẻ đẹp của chị á, giống như câu chuyện cổ tích ngàn lẻ một đêm, kể đến đêm 2000 kể cũng không hết. Em cứ kể đi. Đợi từ nãy tới giờ không có biết. Em ngồi đi. Vậy thì bây giờ em kể tới lúc mặt trời mọc luôn nha. Hôm nay chị rảnh. Chị có biết á, là nét đẹp chị đẹp lắm không hả chị My? Chị đẹp lắm chị My ơi. Trai tim em muôn vớ tan rồi, không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt đen thui thổ lùi. Đôi mắt đen thui thổ lùi. Đâm đau quá vậy em. Hay quá ha, thì ra là em khảo quan. Chị đã cấm em á, đi theo chị rồi. Đâu chị đó hả? Đồ biến thái này xóa hình lên. Ê điện nói em. Em nó đi theo chị mà còn chụp hình chị nữa hả? Dạ dạ dạ, không có đâu đây em chụp cảnh chơi mà. Biến thái vừa đó nghe chưa? Chị ơi em xin lỗi chị, em không có ý đâu chị. Điện thoại. Chị ơi cảm ơn chị. Ôi trời, nè, có chuyện gì từ từ nói. Hả? Kỳ quan hả? Ờ dạ chào cô. Chị My, bộ chị ghét em dữ vậy hả? Không những chị ghét mà chị còn rất bực mình. Nhìn vô cái mặt của em chị rất bực mình, em biết không? Cuộc đời của chị chưa bao giờ phải ghét ai hết trơn á. Nhưng mà em sẽ là người đầu tiên chị ghét trong cuộc đời của chị á. Dạ, em xin lỗi chị. Em không ngờ em là cái gai trong mắt của chị. Em hứa là kể từ giờ trở đi á, dù vô tình hay cố ý á, em cũng không bao giờ xuất hiện trước mặt của chị nữa. Dạ chào cô em đi, chào chị em đi, chúc chị trăm năm hạnh phúc. Chết rồi, họ có tổn thương quá rồi. Mình làm vậy có quá đáng lắm không cô Liễu? Nhưng mà con không biết đâu. Thằng vậy cho dứt điểm đi, chứ làm phiền người ta hoài à. Ôi trời, nhìn cái mặt á là thấy chán rồi. Nghe thêm cái giọng chua le còn chán hơn nữa. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi nhanh, muộn phiền ta sẽ rồi vơi.